tình hình tuyển dụng Việt Nam tuần 4 tháng 1 năm 2024. So với tuần 3 tháng 1 năm 2024, tổng nhu cầu tuyển dụng tuần vừa qua tăng mạnh hơn 1.790 vị trí, hiện tuyển 4.998 nhân sự trên toàn quốc. Trong đó, đa phần các nhóm ngành đều tăng gồm Internet, Tài chính, Bất động sản, F&B và Food Production. Chỉ có 3 nhóm ngành giảm gồm bán lẻ, thời trang và điện tử tiêu dùng. Cụ thể, ngành công nghệ thông tin tăng tích cực trở lại trong tuần vừa qua. Trong đó, tăng nhiều nhất ở nhóm ngành Internet, tăng 241 vị trí, hiện tuyển 431 nhân sự. Theo sau là IT và Software cũng tăng tương đối, lần lượt cần tuyển 384 và 249 nhân sự. Cơ hội việc làm tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cả ba nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng Middle Senior Level và Entry Level. Tài chính có tín hiệu khởi sắc, phục hồi tăng 38 vị trí sau đợt giảm trước đó, hiện tuyển 115 nhân sự. Còn ngân hàng và bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì trạng thái tăng, lần lượt cần tuyển 118 và 32 nhân sự. Cơ hội việc làm nhóm ngành ngân hàng và tài chính tập trung ở Hà Nội, còn bảo hiểm tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cả ba nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng vị trí Middle Senior Level. Cả bất động sản, xây dựng và bất động sản thương mại đều đồng loạt tăng trong tuần vừa qua, lần lượt cần tuyển 31, 13 và 4 nhân sự. Cơ hội việc làm tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trừ, bất động sản thương mại ưu tiên tuyển dụng vị trí Associate Level, cả hai nhóm ngành còn lại đều cần tuyển dụng nhiều nhất ở vị trí Middle Senior Level. F&B và Food Production tiếp tục có chiều hướng tăng dần trong hai tuần gần đây, lần lượt cần tuyển 64 và 52 nhân sự. Cơ hội việc làm tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng khoảng 39 vị trí cần tuyển. Trong đó, vị trí cần tuyển nhiều nhất là Middle Senior Level. Bán lẻ, thời trang và điện tử tiêu dùng đồng loạt giảm trong tuần vừa qua, lần lượt cần tuyển 64, 20 và 18 nhân sự. Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng ở ngành hàng tiêu dùng với sự tăng trở lại 27 vị trí, hiện tuyển 73 nhân sự. Ngoài trừ thời trang tập trung tuyển dụng ở Hà Nội, cả 3 nhóm ngành còn lại đều ưu tiên tuyển dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, cả 4 nhóm ngành đều tập trung tuyển dụng vị trí Middle Senior Level.